Thưa quý khán giả của đài VNTV, trong chương trình thời sự hàng tuần hôm nay, ở phòng thu chúng tôi lại mời lại được anh Đỗ Như Điện và tôi Nguyễn Giao sẽ trình bày với quý vị tin tức về thời sự rộng lớn hơn là Việt Nam với Hoa Kỳ, tức là chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới. Vâng, vâng. Thì quý vị theo dõi tin tức đó, như là CNN này kia đó, cũng thấy rằng là mới vài ngày qua, thế giới đã rất là kinh tởm cái hình ảnh mà cái tổ chức gọi là ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Nó là một tổ chức có tổ chức chặt chẽ hơn. Họ nhận sau, là họ là Al-Qaeda. Họ nhận là họ chính là phủ. Một quốc gia Hồi giáo. Vâng. Tôi nói dùng chữ kinh tởm bởi vì tôi không chọn được cái chữ nào mà nó đúng hơn. Với cái những cái hình ảnh là hành quyết cái ông phi công của Jordan trong một cái củi sắt mà đốt sống ông đó. Đồng thời đã nói là hành quyết ông ký giả người Nhật. Và lần đầu tiên đã đụng tới hai cái nước mới nạn nhân của ISIS, tức là Jordan và Nhật Bản. Thì liên hệ đến chuyện này, chúng tôi xin mời anh Điện cho anh thêm những cái dữ kiện vâng, chi tiết. Chúng ta biết rằng là từ năm 2014, tự nhiên ở Trung Đông, không phải là tự nhiên mà nó đã có sự chuẩn bị, nó nổi lên một cái quốc gia gọi là quốc gia Hồi giáo. Họ tự gọi là quốc gia giáo. Đâu có thủ đô, đâu có vâng, gì. Thì đây nó là một phần của cái nhóm khủng bố Al-Qaeda trước đây. Vâng. Mà hình như hệ phái Sunni phải không? Vâng, thì trong này nó rất là phức tạp về vấn đề địa lý chính trị ở cái vùng này. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn vào những cái họ gây ra cho thế giới để mà biết được nó như thế nào. Cái thứ nhất là chúng ta biết được cái vụ khủng bố tại Pháp. Pháp là một cái quốc gia từ trước đến giờ mà nuôi dưỡng người Ả Rập rất là nhiều. Và có đến mấy phần trăm người dân Pháp, dân Anh là người Ả Rập. Có 5 triệu người ở vâng. Pháp. À, thế thì rồi cái vụ mà cái tờ báo Charlie Hebdo xảy ra từ 17 người bị giết, thì các nguyên thủ quốc gia đã về biểu tình và kết gọi là đoàn kết với nhau để chống những cái sự khủng bố của cái ISIS này. Thì tiếp theo là hai công dân của Nhật bị bắt cóc và bị đòi chuộc 200 triệu, và rồi hai người đều bị giết, rồi một người phi công của Jordani bị rơi máy bay và cũng bị bắt. Thì đây là những cái chuyện mới. Họ thứ nhất là họ chặt cổ những ký giả của người Mỹ, người Anh trước đây thì chúng ta đã thấy là ghê tởm. Rồi kỳ vừa rồi hai quốc gia Nhật và Jordani lại vướng vào nữa, thì cho chúng ta thấy đây là cái vấn đề bất ổn ở Trung Đông, nó triền miên từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thì đó là cái vấn đề ở Trung Đông. Thì cái này nó tạo ra một cái tác động như thế nào? Trước nhất là chúng ta trở lại vấn đề nước Nhật. Sau đệ nhị thế chiến thì nước Nhật có một cái hiến pháp hòa bình. Do Mỹ viết. Do Mỹ viết mà người dân Nhật hoan hỷ chứ không chấp phải nhận. Là chấp nhận. Chấp nhận. Là vì từ cái một cái nước gọi là bị thua, bị bại trận, và Mỹ là cái nước đến để mà gọi là tiếp thu cái sự đầu hàng của Nhật, thì đã cái hiến pháp hòa bình đó với sự giúp đỡ của Mỹ, Nhật đã trở nên cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, và mới đây mới thụt xuống thứ ba sau cái sự trỗi dậy của Trung Cộng thôi. Và nước Nhật là một nước có cái tầm ảnh hưởng kinh tế khắp thế giới. Do đó họ không nghĩ tới cái chuyện phải có quân đội mà họ dùng cái sức mạnh kinh tế. Anh Điện, xin nói rõ hơn là trong cái hiến pháp cho Nhật mà Mỹ viết đó, có cái điều rất rõ ràng là Nhật sẽ không có quân lực. Vâng. Chỉ là một cái lực lượng gọi là tự vệ thôi. Vâng. Chứ không gọi là bộ... quân sự. Tóm lại là không có một cái khả năng quân sự, không có một cái bộ quốc phòng, và một phòng. Đúng nghĩa. Thế nhưng mà sau cái vụ này và cái đường lối cứng rắn của ông Shinzo Abe, tức là ông thủ tướng hiện tại, thì muốn có, dầu là không thay đổi trong hiến pháp,
thì cũng phải nhích lên một mức để cái lực lượng có khả năng quân sự, có cái khả năng võ trang để giải quyết những cái vấn đề cấp thời như là cái trường hợp vừa rồi. Nếu người Nhật mà họ có quân sự, họ có thể đánh thẳng vào, hay họ có thể gửi một cái đội xung kích tới để mà cướp tù nhân chẳng hạn, thì đó là những cái công tác mà nước Nhật đang yêu cứu, và cái chiều hướng ấy thì được dân Nhật ủng hộ. Để tôi muốn thêm một cái khía cạnh khác nữa. Vâng. Tức là trước cái vụ mà ISIS bắt cóc và giết hai cái người công dân Nhật này đó một cách rất là vô lối, thì Nhật luôn luôn đã phải đề phòng Trung Cộng đúng. cái biển phía đông đó, biển mà giữa Nhật với lại Trung Cộng đó. Trung Cộng luôn luôn là một cái hiểm họa mà người Nhật phải ngó chừng. Thì thành ra cái chuyện mà người lãnh đạo của Nhật nghĩ về và quan ngại về cái chuyện làm sao mà để mà gia tăng cái khả năng quân sự tự vệ thì là cái chuyện cũng thông thường thôi. Vâng. Đúng không? Vâng, thế thì đó là cái chuyện ở Nhật. Jordan là một cái nước từ xưa đến giờ tuy rằng là không có gọi là involve vào những cái chiến tranh, nhưng mà vì cái vụ ISIS thành ra cái không quân của Jordan cũng phải tham chiến để mà bảo vệ cái vùng, bởi vì nó là nằm sát cái biên giới nhau. Thế thì sau cái vụ vừa rồi, tức là một người phi công của Jordan bị rơi máy bay, và trong cái gọi là thương lượng để đổi giác, thì ở bên cái nhóm khủng bố, nhóm ISIS đã nói hứa là sẽ giải quyết. Thế nhưng mà trao đổi tù binh, nhưng mà cuối cùng thì lại công bố một cái đoạn video mà cho đến bây giờ người ta chưa xác nhận được cái thời điểm, và người ta cho rằng cái người phi công đã bị thiêu trước khi cái chuyện mà bắt được hai con tin của người Nhật trao đổi, trước cái vụ trao đổi. Do đó tức là ISIS vẫn là một cái tổ chức khủng bố sắt máu kinh tởm, giết người một cách ghê gớm như những cái đoạn video clip. Nếu quý vị nào vào truyền hình để mà theo dõi thì họ bắn tất cả đàn bà, con nít, trẻ con, và nhất là những người theo Thiên Chúa, Chúa giáo, họ tiêu diệt một cách thẳng tay. Mới mấy tháng trước tôi đã nhiều nhìn hình ảnh họ thảm sát một ghê gớm mấy trăm lính của Iraq, nghĩa là họ họ trong cái mồ tập thể đó, một để đó, và họ bắn một cách như vậy đó. Vâng. Anh Điện, tôi muốn thêm một cái chi tiết hồi nãy tôi không nghe thấy anh đề cập tới. Tức là cái người phi công Jordani mà bị ISIS bắt cóc đó, anh đó đã lái máy bay tham dự với Âu Mỹ để không kích đám ISIS chạy bộ ở dưới. Thì thành ra đối với ISIS rõ ràng là cái anh phi công này là gọi là kẻ tử kẻ thù rồi. Thì đó. Rồi cái vấn đề hiện tại, cái vấn đề thế giới bây giờ nó còn rất nhiều điểm nóng. Cái điểm nóng, có lẽ cái điểm nóng nhất bây giờ là vấn đề kinh tế ở Âu Châu và trong cái nội bộ của khối Euro. Thì chúng ta biết rằng mấy năm vừa qua là cái chính phủ ở Hy Lạp là bị thắt lưng buộc bụng, và kỳ vừa rồi là một cái chính phủ mới được bầu lên, thì ông thủ tướng mới 40 tuổi. Và cả cái nội các của ông ta toàn là những dân trí thức, dân từ đại học ra và tuổi rất là trẻ. Thế nhưng mà những người này thì họ quyết định là bây giờ chúng tôi phá vỡ cái chuyện gọi là thắt lưng buộc bụng. Đúng. Chúng tôi không có bị như ràng buộc nữa. Lời hứa như trước đã. Và bởi vì cái lời hứa đó là của khối Euro, là bây giờ nói rằng nếu quốc gia Hy Lạp muốn được Âu Châu giúp đỡ để mà vực dậy nền kinh tế thì phải tiết kiệm. Bây giờ họ nói không, bây giờ chúng tôi bung ra hết, chơi láng luôn. Bây giờ thử hỏi một cái câu hỏi mà nó chưa xảy ra nhưng mà có thể. Giả thử Hy Lạp rút ra khỏi khối Euro, anh có nghĩ là nó sẽ gây tác động dây chuyền của cả cái khối Euro mười mấy nước ở bây giờ thì họ đã chuẩn bị bên cái khối Âu Châu đã chuẩn bị, nhưng mà cái quan trọng ở chỗ này là Mỹ lấp vào chỗ trống. Tức là Mỹ cung ứng tiền bạc Mỹ cứu. Là vì thế này này, Hy Lạp cũng là một quốc gia mà NATO. Trong khối NATO. Thành ra Mỹ
phải cứu. Nhưng mà anh Điền là nó có một cái lý do khác, một cái khía cạnh khác này. À, nước Đức như anh biết là muốn là lãnh tụ của khối Liên Âu. Vâng. Và dân Đức làm việc rất là kỷ luật và rất là cực nhọc. Thời gian nghỉ hè ngắn hơn những cái sắc dân khác ở những cái nước Âu Châu khác. Vâng. Họ đóng cái vai trò là bây giờ mình phải kêu mang cái anh Hy Lạp. Yeah. Nhưng mà nó đến một cái giới hạn thôi, dân Đức đến lúc nó bảo này bà thủ tướng, chúng tôi đâu có lý do nào mà phải làm việc nhiều hơn để mà gánh vác một cái sắc dân kia chỉ vì nó là hội viên của cái Euro, nhưng mà nó làm biếng và nó không có thắt lưng buộc bụng, tội gì chúng tôi phải hy sinh cho đó, một cái nước khác. Thế nhưng mà vì chúng ta thấy là thế này này, cái khối Euro đó nó cũng có rất nhiều khó khăn trong nội bộ. Do đó nếu bây giờ buông rơi nó thì ai có thể cứu được? Không ai cứu được, và nó sẽ đưa đến một cái tình trạng khủng hoảng. Và nếu Hy Lạp rút ra thì những quốc gia khác cũng có thể không sử dụng đồng tiền Euro nữa. Và như vậy, bởi vì cái đồng tiền Euro trước đây khi mà khối Âu Châu lập ra là có ý đối trọng với đồng đô la của Mỹ. Đó là một cái... Như vậy thì chúng ta có thể suy diễn đoán cũng không sai lắm. Tức là trong những ngày và tuần sắp tới thì những cái diễn biến ở bên Hy Lạp đó sẽ cho thấy là cái đồng Euro, khối Euro sẽ đi về đâu. Vâng. Chương trình thời sự của VNTV đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.